nói một ví dụ cho dễ hiểu thôi. Ví dụ đưa hai món đồ thì hỏi anh thấy hai món này anh thấy cái nào đẹp, em nên bận cái nào, thì anh chọn cái này thì chị sẽ cho lấy cái này. Hả? Đó, như vậy đó. Ủa vậy là cái chị cần là cái gì? Cái là chị cần sự tham khảo hả? Vậy chị dùng phương pháp loại trừ hả chị? Tại vì cái gu thẩm mỹ của anh Lộc nó đó, đó. Nó ngộ lắm. Vậy chị hỏi chi vậy chị? Nó ngộ. Để biết cái nào xấu. Cái nào xấu, cái nào cái nào anh Lộc chọn là cái đó là không có đẹp. Cái không có gu thẩm mỹ. Chị Thảo chọn cái ngược lại. Chị coi anh Lộc như là một cái chuẩn mực về việc xấu. Wow. Bây giờ chúng ta đang đến với vòng lồng tin. Lồng tin là gì? Chúng ta sẽ chơi một cái game được mang tên là Bịt mắt đi tìm sự thật. Cái tên hơi dài. Hơi dài. Mắt tìm sự thật. Ok thôi. Ok. Không có đi nha. Tại vì hai anh chị phải ngồi yên ở đây. Không đi nha Khánh ơi. Như là hai anh chị thấy là ở đây chúng ta sẽ có những cái tờ giấy câu hỏi. Và ví dụ như là đội với Khánh chơi trước đi. Dạ. Thì đội của Quốc Khánh sẽ cử người ra lấy cái những cái câu hỏi này nè. Dán. Đâu hình như là Khánh dán luôn chứ đâu có cử người nữa đâu. Ủa gì hả? Trong đây là còn có bốn đứa mình thôi à. À đúng rồi, không có cử được ai nữa hết. Cử Khánh ra đi. Dán những cái câu hỏi lên người anh Lộc. Bất cứ chỗ nào luôn. Xong rồi Duy Khánh cũng cầm miếng giấy này dán lên người chị Thảo. Xong rồi tự hai anh chị mò nhau. Rồi tìm ra ba câu hỏi bất kỳ. Dạ rồi, vậy ai sẽ chơi trước ha? Chính xăm. Lại chính xăm ha. Dạ. 2, 3 Rồi, em thua vậy là... Anh trước. Rồi, thật ra nãy giờ quả từ xì cho vui thôi. Chứ thật ra là hai người chơi cùng lúc ha. Dạ. Dạ, em gửi anh nha, anh bịt mắt nha. Dạ rồi. Rồi. Rồi, thì bây giờ Khánh với lại Quốc Khánh sẽ chia ra. Mình sẽ dán bao nhiêu lá ta? Bây giờ sẽ chia ra đi. Rồi, mỗi người 7 nha. Ờ, bạn dán chị Thảo, tôi dán anh Lộc ha. Bạn nặng nhiêu? Ủa? Ok. Chị sao xấu nè. Rồi, đi trước đi. Chị sao nha. Bạn nhanh trước đi. Chị ơi, em biết là em cũng hơi vô duyên nhưng mà chị hỗ trợ giùm em nha. Thông cảm giúp em, cảm ơn anh. Cảm ơn, giúp em. Để yên vậy cho em nha, không có nhúc nhích nha. Bạn ơi, bạn xong chưa bạn? Tôi về trước nha. À rồi. Ok, tôi mời hai anh chị đứng lên ạ. Dạ vâng ạ, mời nhà trai, nhà gái. Ok, chúng ta ổn định không ạ? Bây giờ sẽ là giây phút gì ạ? Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng. Tây đỏ hay không sợ hỏi là hát. Bây giờ nè, bình tĩnh nè, bây giờ ráng giấu như cái đó nha. Rồi bây giờ hai anh chị chính thức bắt đầu. Rồi để giây sao chỉ tìm anh. Rồi, hai người cảm nhận được mà. Hai người truyền bluetooth cho nhau cảm nhận được đứng đâu ở đâu nha. Gì vậy? Lạc thành xa hả? Wow. Đúng rồi. Trời ơi, hay quá. Khánh đã thấy rồi, chị rồi. Thảo tìm được một câu hỏi. Ủa, có chơi không? Không thấy tờ nào hả? Ủa, bên đây cũng... Anh chị ơi, mình âu yếm, mình để dành thời gian về nhà mình âu yếm nha. Mình tìm câu hỏi thôi. Đó, tôi bị bế lên nè, Sao hỏi rồi mấy? Cái thế này là... Sao hỏi rồi mấy? Ủa, đứng lên. Đây nè. Đứng lên coi. Đây. Một cái. Ủa khoan đi, tại sao tôi phải dán cực cho anh Lộc tìm, anh Lộc đội tôi mà. À, ủa đúng rồi đó. Ờ ha. Hại nhau một nè hai. Ủa, ê nhưng mà anh Lộc giỏi quá. Yeah. Wow. Chị Thảo ba cái rồi nè. Dạ. À hình như anh kêu chị nhẩm chưa, anh kêu chị dặm tay, anh nhớ lên đúng rồi. Ôi trời, bất ngờ thật. Anh không có nói là em giúp anh quá giỏi. Chị còn một cái nữa. Cái này em. Rồi, chị Thảo đủ trước rồi. Chị đủ đủ đâu, 7 cái được mà. 4 cái hả? Rồi, hết chưa? Rồi, ok, dạ rồi. Rất là tò mò, không biết là chương trình sẽ chuẩn bị cho chúng ta những câu hỏi như thế nào. Dạ, vậy lần lượt đi ha. Câu hỏi đầu tiên em sẽ dành cho anh Lộc như sau. Một tật xấu của đối phương chưa từng tiết lộ trước đây, nếu được thay đổi điều đó, bạn có muốn thay đổi hay không? Anh mà nói chị Thảo không có tật xấu nữa thôi. Nhiều. Bây giờ không biết nên kể cái nào nè. Chị Thảo có tật xấu khá là vô tri là... Khá vô tri hả? Nghĩa là chị hay ngoáy móc lỗ tai trong vô thức á. À. Hoặc là giống như ngủ thì móc vậy đó. Xong rồi nó viêm tai giữa luôn. Xong rồi chở đi bệnh viện. Chị ơi,
Ngứa dữ vậy hả chị? Không, em hỏi thiệt, nó ngứa đến mức mà trong mơ chị còn gãi mà ghim luôn tay giữa, là chị là phải móc sâu lắm á. Thiệt là đã. Cảm thấy nó thiệt là đã. Còn cảm giác tôi thấy nó thiệt là đã. Trời ơi, ghim đến như vậy mà chị còn đã nữa. Tôi thắc mắc là câu hỏi của chương trình là bạn muốn làm thế nào để đối phương thay đổi. Bây giờ sao? Một là lấy ngón tay hay là lấy cái đầu tay? Bây giờ là cái đó là không có ấy được rồi đó. Chỉ là mình hỗ trợ là mình nhắc thôi. Ý là nhiều khi cứ thanh thấy là đừng gãi nữa. Lấy dầu sức đi hay gì đó. Để là nhớ là không có bị đi bệnh viện tốn tiền. Đi bệnh viện tốn tiền. Trong đầu không nghĩ tới tiền nha. Thôi được rồi. Tuyệt lắm. Rồi, có bàn tới tình trạng bệnh tình của chị Thảo tôi nữa. Ok. Coi như là xong, anh đã vượt qua được một câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi này trị giá 10 điểm thưởng. Dạ vâng. Bây giờ tới chị Thảo nha. Mời Quốc Khánh. Các em chọn câu này cho chị ha. Ứng tượng đầu tiên của bạn với đối phương là gì? Có phải tiếng sét ái tình hay là mưa dầm thấm lâu? Hay nha, câu này hay á. Ứng tượng đầu tiên của chị với anh Lộc là thằng này chảnh. Thằng này chảnh hả? Thằng này chảnh ba chữ nó có còn thằng này chảnh hả chị? Không, tại ấn tượng gì mà xấu gì thì... Nhưng mà thể hiện qua điều gì mà chị thấy? Thực ra là hồi đó là chị với anh Lộc biết nhau thời aerobic đó, nhưng mà hai đứa ở đó hai đội khác nhau thì yeah. Sau đó chị chuyển qua đội của anh Lộc là đội tuyển quận nhất á, để yeah. Mình tập để mình phát triển bản thân mình hơn. Thì bạn này kiểu là ma cũ á, ma cũ cảm thấy là ma mới từ xa đến nên từ là xa tới, kiểu là khi dễ. Khi dễ à? Ủa khi dễ bằng thể hiện như sao ta? Ý là em không hiểu. Ủa anh không hiểu hả? Thế mới là có ngày chị Thảo tới lớp, chị Thảo là trong tinh thần là rất là trong trắng, rất là đáng yêu, hiểu không? Thì chị Thảo mới tới là dạ em chào anh Lộc, anh Lộc. Đó, hiểu không? Bạn hiểu không? Thì chị Thảo bị nuôi một cái tâm lý là thằng này chảnh. Đó, hiểu không? Tâm lý là vậy thôi, đơn giản Khánh. Nhưng mà tại sao mà một cái người chảnh với mình mà chị có thể gắn kết được với người ta? Đối với chị nha, đối với chị thì không có tiếng xé tình. Dạ. Mà của chị là mưa dầm thấm lâu. Ban đầu thì có lẽ là hơi bị khi dễ xíu, nhưng mà sau đó thì khi mà đi chơi với nhau á, dạ. Thì sau đó thì mới thấy là à thằng này nó cũng dễ thương, dễ mến, chứ cũng không có như mình nghĩ lắm. Thì lúc đó bắt đầu mới dần dần là mới có tình cảm. Nhưng mà tò mò không biết lúc đó anh có khi dễ chứ thiệt không? Có khi dễ thiệt không anh? Khi dễ thiệt. Nó rồi. Ôi. Thì chị nói nghe là trong cái thời lúc bấy giờ là chỉ có một mình anh Lộc là nam. Mà nam là kiểu mà rất là giỏi á. Yeah. Cho nên là tất cả các đội khác xung quanh đều rất là ngưỡng mộ bạn này, rồi gửi thư cho bạn này nữa. Ôi. Kiểu gì đó. Giống trong phim thấy không? Không, nhưng mà sau này thì mình phải chứng minh cho người thấy, đúng không chị? Làm nóc nhà lại á. Thì đó thì chị chứng minh được ngược lại rồi đó. Và với câu trả lời này, chị Xuân Thảo đã mang về cho đội mình 20 điểm. Oh. Xin chúc mừng chị. Dạ rồi, câu hỏi tiếp theo dành cho anh Đình Lộc. Bạn từng nói dối đối phương chuyện gì chưa? Ái chà. Ái chà. Phú mày căng nha. Ok, quay bình tĩnh mọi người ơi, còn con hỏi phụ. Nếu có thì đó là chuyện gì? À. Nhưng mà mọi người yên tâm, anh ơi, cần nhắc kỹ nha. Nếu anh vượt qua được câu hỏi này, anh nhận được giá trị thưởng là 50. Ánh mắt anh Lộc đang suy nghĩ đó. Bạn nhìn mặt anh Lộc đi, nhìn mặt chị Thảo. Ok ok, thấy mắt anh đảo lắm rồi. Mình nói dối để mình đi làm cái điều bất ngờ cho... Anh phải nói một cái điều gì đó mà chị Thảo đó giờ chưa bao giờ biết. Thì số điểm anh mới được công nhận. Ghê quá ha, tự nhiên tôi thấy cái chương trình nó bắt đầu thấy ghê rồi đó bạn. Khi 2 là 1 mà. Đúng rồi. Khi 2 là 1 là chương trình đây tới đây 2, nhưng mà về tách ra còn có một người về. Oh. Nhưng mà em nói thật chứ, đã bao giờ có những cái chuyện mà mình không thể nào nói thật được. Thôi mà anh. Thôi mà anh. Mức 50 điểm, bây giờ mức 50 điểm ha. Ủa nếu mà không có thì là... Nếu mà tao không có thì mất... Không, trời, là hôn nhân mà không có bí mật, tại sao gọi là hôn nhân? Anh, trời ơi, người ta yêu nhau mà. Ê, bạn đang bị ép anh Lộc quá. Bạn đang bị ép anh Lộc quá. Thôi bây giờ khoan nha. Nếu như mà chị Thảo nói được, như là trả lời được cái câu hỏi của anh Lộc, đó là đó giờ chị có bao giờ nói dối ảnh chưa, chị sẽ được 50 điểm. Ê, câu này khó đó. Vậy hả? Đúng rồi. Nhiều khi nói dối thì cũng là những cái nhỏ nhặt mà mình nhiều khi cũng không có nhớ đến. Vâng, và như các bạn cũng thấy cái đó, vòng đầu tiên là vòng về lòng tin, niềm tin. Thì như các bạn thấy là hai anh chị đã rất là tin tưởng nhau. Vậy thì 50 điểm này bây giờ theo anh muốn lấy chọn hay anh muốn chia đôi? Mình chia đôi đi. Ok, dạ, quá tuyệt vời. Rồi, em mời chị Thảo. Nếu cả hai bất đồng quan điểm trong công việc thì cả hai sẽ giải quyết việc đó như thế nào? Đúng rồi, hai anh chị là đồng hành cùng với nhau từ ở nhà ra tới công việc luôn. Giống như là Khánh nói thì rất là nhiều ý kiến của hai đứa rất là khác nhau. Nhưng mà chốt cho cùng thì vẫn muốn là cho một cái ví dụ một bài biểu diễn đi, thì cái bài biểu diễn đó phải được tốt nhất, cho nên là hai đứa cũng sẽ xem xét cái nào nó hợp lý. Ví dụ của anh Lộc hợp lý thì chị để sau. Ủa? Cái nào của anh Lộc hợp lý chị để sau. Gia đình mình đẳng quá ha, càng kể càng thấy mình đẳng ha.
mình làm cái phương án của mình trước. Mà em hỏi thiệt là gác rồi xong rồi có lấy lại không hay là chỉ gác cả đời luôn? Có những lúc là ví dụ là của chị nó tệ quá thì dạ, chị mới lấy con lọc đắp vô. Nè anh nói một ví dụ cho dễ hiểu thôi. Ví dụ đưa hai món đồ thì hỏi anh thấy hai món này anh thấy cái nào đẹp, em nên bận cái nào, thì anh chọn cái này thì chị sẽ cho lấy cái này. Hả? Đó như vậy đó. Ủa vậy là cái chị cần là cái gì? Cái là chị cần sự tham khảo hả? Vậy chị dùng phương pháp loại trừ hả chị? Tại vì cái gu thẩm mỹ của anh Lộc nó đó, đó, nó ngộ lắm. Vậy chị hỏi chi vậy chị? Nó ngộ. Để biết cái nào xấu. Cái nào xấu. Cái nào anh Lộc chọn là cái đó là không có cái đẹp, không có gu thẩm mỹ. Chị không chọn cái người là chị coi anh Lộc như là một cái chuẩn mực về việc xấu. Wow. Hay đấy chứ. Nhưng mà chị cũng đã vượt qua được câu hỏi này rồi. Ok, chúc mừng chị có thêm 10 điểm. Vâng, anh hiện tại đang thua chị. Câu hỏi tiếp theo, trận cãi nhau lớn nhất của hai bạn xảy ra lúc nào? Cả hai đã giải quyết mâu thuẫn đó ra sao? Nó hôm qua chắc tôi chết liền luôn. Đâu hồi nãy. Đứng trước cửa phim trường nè. Cãi nhau một trận lôi đình ở ngoài đó cho mọi người vô quay nè. Cái nội dung thì về câu chuyện gì thì cũng không nhớ lắm. Cảm giác là cũng khá lớn là hồi trước có studio nhảy, kiểu hai đứa giận. Xong rồi chị Thảo không ngủ nhà mà đi qua đó ngủ. Lúc anh cũng biết. Nhóc mới hỏi là ủa mẹ đâu rồi ba. Nói mẹ đi chút xíu rồi mẹ về. Xong rồi anh dỗ cho ngủ. Xong rồi sáng anh chở nhóc qua gõ cửa để năn nỉ. Ủa? Được chưa? Qua gõ cửa năn nỉ. Ở lúc đó chị thức chưa? Chưa, còn đang ngủ. Phải nhờ nhóc dùng cái mối trung gian đi gọi. Chứ không là chị Thảo sẽ không mở cửa. Vậy em hỏi thiệt, nếu nhóc nó không gọi chị tính ở đó đến bao giờ? Em hỏi thiệt là cái nư của chị là ở đó bao lâu? Đến khi nào mà anh Lộc kiếm chị? Như em hỏi thiệt là nếu mà trong trường hợp đó mà tức thì luôn anh Lộc mà kiếm chị có về không? Không. Đó, thấy chưa? Nhiều khi là anh đã bệnh luôn. Ok, vậy thì chúng ta cũng đã vượt qua được rồi mọi người. Và hiện tại anh Lộc đang có 45 điểm. Chúng tôi còn câu hỏi cuối cùng, mang số điểm là 10 điểm. Hay nha, hay để nha. Ráng nha, để ráng nha. Ai là người chăm con nhiều hơn? Trời ơi, còn phải nói. Nói cho thiệt nha. Có vẻ chị nói thiệt nè, đang, nhưng mà đang suy nghĩ phân chia cho đúng đó nè. Xin lỗi là hiện tại anh chị đang có bao nhiêu bé rồi ạ? À? Chị đang có một bé trai. Bao nhiêu tuổi ạ anh? 6 tuổi. À, 7 tuổi. 6 tuổi, sao tuổi? Dạ. Mới 6 tuổi thôi. Nhưng mà tính theo năm là 7 tuổi. Không. Giờ chị hỏi em nè, lớp 1 là mấy tuổi? Lớp 1 là 6 tuổi. Anh Lộc cứ nói con chị 7 nhưng tuổi. Nhưng mà tính rồi. Theo năm nó sinh ra là 7 tuổi á chị. Bây giờ 2024. Không, bây giờ gia đình mình chốt. Bây giờ mình tính theo năm hay tính không, theo là đi học? Không, thật ra là hai người không có ai sai hết. Con chị cuối năm mới được, sinh nhật mà. Thôi, coi như bé dao động từ 6 tới 7 tuổi ha. Dạ, thì đó, bây giờ chị coi ai chăm nhiều hơn trong 6, 7 năm vừa qua. Cái thời điểm thời còn nhỏ, chị chăm nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà đến lúc mà bắt đầu con chị đi học lớp 1 và từ lớp lá thì là bạn này chăm nhiều hơn. Dạ vâng ạ. À, thì hiện tại là chị đang có tổng cộng là 65 điểm đúng không ạ? Wow. Người thắng chung cuộc đó là chị Xuân Thảo. Wow. Chúc mừng chị. Vượt qua vòng đầu tiên, thật ra đối với anh chị nó quá dễ dàng rồi. Thì cảm nghĩ của chị như thế nào khi mà là người chiến thắng ở vòng này ạ? À? Không có gì để nói hả chị hả? Dạ. Ok, vậy thôi. Ok, dạ. Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa ạ? À?